Trẻ biết bơi, biết kỹ năng cứu đuối, biết nhận diện nguy hiểm thì số vụ đuối nước sẽ giảm. Cụ thể là tại Đồng Tháp giai đoạn 2011 đến năm 2015, toàn tỉnh có 234 em bị đuối nước. Thì giai đoạn 2016 đến năm 2020 giảm xuống còn 147 em. Kết quả này có được là nhờ tỉnh đã duy trì công tác dạy bơi cho trẻ em liên tục trong nhiều năm qua, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là huyện đầu nguồn, mỗi năm đều đón con nước lớn. Với những đứa trẻ vùng nông thôn này, ngay từ khi chưa biết con chữ, thì các em đã được người lớn dạy bơi lội. Khi ở nhà thì người lớn dạy. Khi đến trường, các em được tham gia các lớp học bơi an toàn. Tại con dạy là cấm ra ngoài sâu quá. Bơi, muốn bơi thì bơi gần gần với mấy bạn nhỏ, giỡn, chứ không cho mấy bạn nhỏ đi ra xa. Toàn tỉnh hiện có hơn 50 hồ bơi cố định, 44 hồ bơi di động. Kinh phí cho hoạt động dạy bơi hàng năm duy trì ổn định từ trên 1 tỷ 900 triệu đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí địa phương, Đồng Tháp hiện còn là một trong 8 tỉnh được tiếp nhận dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em do Quỹ Từ thiện Bloomberg tài trợ. Kinh phí của dự án được dùng để tổ chức 160 lớp dạy bơi và phổ cập kiến thức phòng chống đuối nước cho trẻ em. Học bơi là học cứu nước và học những cái động tác bơi như thế nào. Nó quan trọng là nếu như có bị rớt xuống sông thì nó sẽ nổi lên, bơi được. Không có nguy cơ bị chết đuối, hai bạn. Lại là mình sẽ kiếm một vật có thể nổi trên mặt nước, đưa ra cho người đó, để người đó bơi vào bờ. Mặc dù con biết bơi rồi nhưng bạn rủ con đi bơi thì con vẫn sẽ không đi bơi tại vì sẽ không có người lớn đi theo, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Trong kế hoạch chương trình dạy bơi an toàn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đồng Tháp mở ít nhất 4.000 lớp. Như vậy là cứ mỗi một năm, tỉnh có khoảng 800 lớp dạy bơi, giúp cho khoảng 20.000 trẻ biết bơi. Riêng năm 2022, toàn tỉnh đã mở được 900 lớp. Tất cả hướng đến việc tăng cường kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ.